Liên quan đến câu chuyện vốn góp này, nó có hai cái khái niệm là vốn điều lệ và vốn pháp định. Rồi nó lại có cái điều lệ, có một cái khái niệm nữa là tổng nguồn vốn. Điều lệ nhé, pháp định nhé, tổng vốn nhé, vốn chủ. Chúng ta phân biệt thế nào? Bốn thuật ngữ này. Vốn điều lệ, vốn pháp định, tổng vốn và vốn chủ sở hữu. Mình phân biệt thế nào bốn cái thuật ngữ này? Bởi vì là nếu mình không rõ cái chỗ này ấy, thì tôi cũng nói với các anh chị là thế này này. Nhiều khi mà kế toán nó báo cáo, kế toán nó đưa cái bản báo cáo tài chính, nó đưa các cái thông tin số liệu, hoặc ngồi nói chuyện với ngân hàng, là giám đốc của mình là cứ tưởng bọn nó không nói tiếng người. Thì cứ nói tiếng ở đâu ấy. Hay là đôi khi nó bảo là anh ơi, hàng tồn kho của mình hiện nay là còn mấy chục tỷ. Mấy chục tỷ quái đâu, hàng qua tao vừa mới nhập về tồn đâu mà tồn. Thì ông nhập về thì chả bỏ vào trong kho, thì đấy gọi là hàng tồn kho. Phải không nhỉ? Vân vân. Thế hay là bây giờ kinh doanh dịch vụ khách sạn, nó bảo anh ơi tồn kho. Bọn tao làm gì có tồn kho đâu. Kim chỉ rồi kem đánh răng bàn chải mua đến đâu dùng đến đấy. Một tuần một lần đâu mà tồn. Bảo anh ơi công suất phòng của anh dư 35%. Đấy không tồn là gì. Không phải không? Thế lại gặp phải con thằng công ty dịch vụ. Và tình hình này công ty mình là dịch vụ nhưng mà có vẻ như là tồn kho hơi cao. Tư vấn đến nó bảo tồn kho hơi cao, ôi thằng này láo, đang làm dịch vụ tồn kho gì? Chuyên gia của ông ngồi chơi thì đấy ông tồn kho là tồn gì? Đấy gọi là tồn kho gì ạ? Mềm. Cái tồn mềm đấy nó mới sợ. Vốn điều lệ là cái gì các bác? Là cái vốn mà anh đăng ký. Vốn anh đăng ký. Về mặt nguyên tắc là đăng ký thì phải góp đủ trong thời gian 30 ngày. Phải không? Nếu mà sau đó hết thời gian hoặc vốn của pháp luật quy định mà không góp đủ thì làm sao? Thì bắt buộc phải điều chỉnh giảm vốn ở trên giấy đăng ký và điều lệ công ty. Phải không? Nhưng mà ở mình không thằng nào làm thế cả. Tại vì hết thời hạn thì hay không thì cũng không biết. Tại vì khi đưa hồ sơ lên trên sở quách đầu tư ký một phát là đã ký sẵn vào cái tờ là đã góp đủ vốn rồi. Phải không? Tức là giấy tờ thì ghi góp đủ nhưng thực tế tiền thì không có. Vậy đến lúc tranh chấp nhau là rất mệt. Phải không ạ? Một loại giấy tờ về mặt pháp lý để chúng ta có được thông tin, có được cái giấy đăng ký kinh doanh á, thì ghi là đã góp đủ vốn. Mà tôi nói cái trường hợp chuyển nhượng vốn cũng như thế. Thông lệ ở Việt Nam là mấy cái anh mà nó làm đăng ký doanh nghiệp ấy, nó bảo mình là thôi anh ký cho em cái giấy đi, đã nhận đủ tiền chuyển nhượng vốn. Phải không? Nhưng mà thực tế nó đưa tiền đâu. Sau đến lúc gì? Gặp phải thằng chơi đểu nó đánh cho một phát là toi. Rất phiền. Thì cái vốn điều lệ kia là anh đăng ký góp và anh chắc chắn phải góp. Nếu không góp đủ anh phải điều chỉnh giảm. Thế thì anh muốn ghi bao nhiêu thì anh ghi. Nhưng cái này nó có ý nghĩa là nó liên quan đến trách nhiệm tài sản của anh. Cho nên nếu công ty anh kinh doanh thương mại thôi, hoạt động dịch vụ thôi, thì đừng bắt chước tụi nó mà ghi vốn cao nên làm gì nhá. Tiền cao thì trách nhiệm lớn. Đấy là ý thứ nhất. Thứ hai còn vốn pháp định. Vốn pháp định là nhà nước quy định đối với một số ngành nghề kinh doanh, anh bắt đầu phải có bằng đáy tiền được chứng minh qua số dư tài khoản ngân hàng thì mới được kinh doanh. Thì cái đấy gọi là vốn pháp định. Ví dụ bất động sản, ví dụ như dịch vụ lao động, là anh phải có chứng minh vốn. Nhưng mà chứng minh vốn này tôi cũng biết thừa. Đầy khi cũng đếch có đâu, nhưng mà chứng minh phát được liền. Thôi chuyện đấy ta không nói nữa. Thế còn tổng vốn là cái gì? Tổng vốn chính bằng tổng tài sản. Nghĩa là tổng tất cả những gì, kể cả đi nợ được, hàng, hóa, xe, cộ, tài sản, tiền bạc. Tất cả những gì công ty có. Cộng gộp giá trị của nó là vào, gọi là tổng vốn. Trong đó bao gồm cả công nợ nhé. Bao gồm cả công nợ nhé. Bao gồm cả việc bù trừ giữa nợ phải thu, nợ phải trả nhé. Thì cái đấy gọi là tổng vốn. Thế còn cái vốn chủ sở hữu này là cái gì? Là nó bằng cái vốn góp này. Vốn góp này. Cộng với lại cái lợi nhuận anh tích lũy lại.
Cho nên nó mới có cái chuyện là gì? Nhiều công ty lên sàn vừa rồi đấy, vốn chủ sở hữu nó bị âm. Đấy, vốn góp cộng lợi nhuận tích lũy. Nhưng mà vì lợi nhuận tích lũy nó âm nhiều quá, cộng vào với vốn góp ban đầu, thế là nó bị âm vốn chủ. Ý của nó là như thế. Thế thì đây là các cái khái niệm tài chính ban đầu có liên quan đến nguồn vốn. Thế bây giờ chúng ta mới để ý này. Cái tổng vốn này chính là tổng cái tài sản mà doanh nghiệp nó sẽ vận hành. Mà tổng doanh nghiệp, tổng cái tài sản mà doanh nghiệp nó vận hành này thì nó sinh ra cái gì? Quá trình vận hành của tổng tài sản này nó sẽ sinh ra lợi nhuận. Mà tổng vốn này thì bằng vốn chủ cộng với gì ạ? Công thức của nó là tổng vốn thì bằng vốn chủ sở hữu cộng với nợ phải trả. Cộng với nợ phải trả. Vậy nợ phải trả là trả những thằng nào? Trả tiền vay ngân hàng. Nợ phải trả ngân hàng. Nợ phải trả công nhân viên khi ông nợ lương ông chưa trả. Phải không? Ông nợ nhà cung cấp. Ông ứng tiền trước của khách hàng. Thì cái đấy gọi là nợ phải trả. Cho nên nó mới nảy sinh ra ở trên thị trường có những thằng nó gọi là cò gỗ, nó mổ cò thật đây này. Mày muốn nào để đánh bài này biết chỗ này nhé. Nó mang tiền lẻ vào nhưng nó cầm tiền chẵn ra. Là bởi vì lúc đấy nó vận hành cái tài sản này giỏi hơn anh. Chứ cái vốn chủ sở hữu này của nó này, vốn góp này của nó không có. Nhưng mà đừng khinh nó. Bởi vì tổng vốn của doanh nghiệp nó bằng vốn chủ cộng nợ phải trả. Nếu vốn chủ nó không có thì nó vận hành cái nợ phải trả. Có phải không? Nó đi nó khéo mồm một chút, nó nịnh được nhà cung cấp, nhà cung cấp cho nó lấy hàng trước. Nó lại có chính sách tốt một cái nữa. Làm sao ạ? Để mà nó lấy được tiền trước của khách. Thế nào nó cầm tiền trước được cả hai đầu. Cho nên câu chuyện gì thì câu chuyện nhé. Muốn gì thì muốn, nhưng mà nếu nó vận hành cái nợ phải trả này tốt thì đôi khi nó ngon hơn nhiều so với việc anh có vốn chủ sở hữu lớn. Đừng bao giờ coi thường nó. Bởi vậy cho nên là đến cái phần gọi là kế hoạch tài chính và dòng tiền, tôi sẽ nói đó là nhất định chúng ta phải thiết lập ngay cái chính sách tín dụng doanh nghiệp để mà quản lý vận hành cái công nợ phải thu và công nợ phải trả cho nó tốt. Chứ không thì bao nhiêu lãi lờ, bao nhiêu cơ hội cũng ném cả vào đó thôi nha. Thì đấy là câu chuyện đầu tiên có liên quan đến vấn đề là góp vốn. Về mặt thủ tục góp vốn thì tôi cũng vừa nói anh chị rồi. Về mặt chuyển nhượng vốn cùng phần vốn góp thì tôi cũng nói rồi. Vốn điều lệ, vốn pháp định rồi. Và ở trong doanh nghiệp, khi mà vận hành doanh nghiệp thì chúng ta có những con đường nào để hình thành vốn cho doanh nghiệp đây? Một là vốn góp, hai là vốn nợ, giống như vừa rồi đúng không? Nhưng đôi khi cần vốn nữa thì con đường dài hạn mà cách tăng trưởng vốn nhanh nhất là M&A. Cái này rất yếu ở các doanh nghiệp SME, nhưng chắc chắn tương lai nó sẽ có. Đó là các cái trường hợp mua bán gọi là hợp nhất doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, sáp nhập. Liên doanh, liên kết thì hai trường hợp mà ít khi chúng ta làm là hợp nhất và sáp nhập. Liên kết kinh doanh. Rồi gì nữa? Hợp tác kinh doanh. Đây là các cái khái niệm về mặt hình thức của nó thì là các cái hoạt động có liên quan đến tổ chức. Nhưng nội hàm sâu sắc của nó thì phải dẫn đến việc xử lý tài chính trong doanh nghiệp, nên chúng ta cần phải biết. Bây giờ tôi nói này, trong cái chuyện liên kết kinh doanh này, nó có công ty liên kết, nó sẽ tạo hoặc là công ty con. Bây giờ chúng ta phải phân biệt này. Hợp nhất doanh nghiệp là thế nào? Hợp nhất doanh nghiệp là hai hay nhiều thằng gộp vào với nhau để tạo ra một thằng mới. Xóa bỏ tất cả những thằng cũ đi. Thì gọi là hợp nhất. Còn sáp nhập là hai hay nhiều thằng sáp nhập vào một thằng, tức là gộp vào một thằng giữ lại thằng đó, xóa bỏ những thằng cũ, xóa bỏ những thằng khác. Thì trường hợp đấy gọi là gì? Sáp nhập.
Ví dụ như trên thị trường chúng ta đang chứng kiến một cuộc hội ngộ tương đối thú vị, đó là Tiki và Sendo. Sendo bắt đầu nộp hồ sơ rồi, còn đi được với nhau bao lâu và tiến trình thế nào thì tôi không biết. Là sự gộp lại giữa gì ạ? Tiki và Sendo. Nhưng tôi cũng chưa biết là đó là sáp nhập hay là hợp nhất. Hay là giống như câu chuyện chúng ta nhìn thấy vừa rồi là giữa gì ạ? Giữa Masan với hệ thống của Vinmart. Đấy. Có thể vẫn là tên Vinmart nhưng chủ sở hữu về Masan là chính, ví dụ như vậy. Thế còn liên kết kinh doanh thì nó sẽ dẫn đến hai cái hình thức là công ty liên kết và công ty con. Cái chỗ này nếu giám đốc mình biết và có kế toán ở đây thì kế toán cũng cần phải biết để sau này nếu có làm thì xử lý tài chính cho nó đúng. Bởi vì tôi đọc vị luôn này, phần lớn các kế toán hiện nay họ không phân biệt được chi nhánh. Kế toán cho công ty nhỏ nhé, họ không phân biệt được thế nào là chi nhánh, họ không phân biệt được thế nào là văn phòng đại diện với chi nhánh, họ không phân biệt được giữa công ty con và công ty liên kết. Cái gì nó cũng gọi là chi nhánh hết á, cái gì cũng gọi là chi nhánh hết á. Xong là hạch toán thì nó cứ hạch toán vào đâu ạ? 136, 336. Tức là hạch toán giống hệt như chi nhánh. Thì xin thưa này, ví dụ tôi với ông Tuấn, hai công ty, được chưa? Ông Tuấn bảo rằng là, xin lỗi còn một khái niệm nữa là liên doanh, công ty liên doanh. Ông Tuấn bảo thầy ơi, em với thầy bây giờ là liên kết với nhau. Thầy có tiền đổ vào công ty đèn led của em. Ông đồng ý. Thế là tôi góp thêm tiền vào công ty của ông ấy. Mua lại phần vốn góp hoặc là tôi góp thêm tiền vào công ty của ông ấy. Và tôi sở hữu một tỷ lệ phần trăm nào đó. Nhưng khi tỷ lệ phần trăm đó của tôi mà nhỏ hơn 50 và không, tôi không nắm quyền biểu quyết chính, thì lúc đấy gì ạ? Cái công ty đấy trở thành công ty liên kết của tôi. Tức là tôi chỉ góp vào một tỷ lệ thôi, nhưng tôi ít hơn và không có nhiều quyền hành thì gọi là liên kết, được không? Nhưng mà ngược lại, ông Tuấn bảo thôi em đuối lắm rồi, thầy bỏ khá khá vào đi, xong thầy quyết định người điều hành luôn. Ok, tôi góp vào với ông trên 50% hoặc trên 30% nhưng tôi nắm quyền biểu quyết. Thế là gì? Công ty của ông lập tức trở thành công ty con của bên tôi. Cho nên trong hệ thống tài khoản kế toán nó có tài khoản này hạch toán cho công ty liên kết, cho công ty con là riêng. Thế nhưng mà ông này ông bảo thôi thầy khôn lắm, em không chơi kiểu đấy với thầy. Thầy góp cũng được, nhưng mà bây giờ là thầy góp một ít 5 tỷ, em cũng góp vào ít 6 tỷ. Nhưng hai công ty của chúng ta để nguyên không thằng nào động vào nhau, thành lập một công ty mới hoàn toàn với nhau. Thì trường hợp đấy người ta gọi là thành lập một công ty liên doanh. Và trong hạch toán kế toán, kế toán nó sử dụng tài khoản gì ạ? 222 đấy. Tức là có dẫn đến việc hợp tác kinh doanh nhưng mà dẫn đến việc thành lập một pháp nhân mới thì gọi là công ty liên doanh. Được chưa? Thế còn hợp tác kinh doanh đơn thuần chỉ là việc ký hợp đồng. Hợp tác kinh doanh. Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh này thì chú ý cho tôi mấy trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chia lợi nhuận sau thuế. Thì trong hợp đồng phải nêu rõ thằng nào đứng ra để ghi nhận doanh thu chi phí và tính thuế trước. Chứ không sau này các bố nhập nhằng chỗ này tính thuế mấy lần luôn đấy nha. Để những ông góp vốn kinh doanh cùng với nhau thì khi nhận tiền về là chỉ nhận tiền sạch. Trường hợp thứ hai là ông cũng chia. Nhưng ông chia doanh thu. À chứ cũng chia lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận ở đây là lợi nhuận trước thuế. Và trường hợp thứ ba, ông cũng chia, nhưng đó là chia doanh thu. Và chia gì? Cả chi phí. Thì đây là ba trường hợp của liên kết kinh doanh, hợp tác kinh doanh. Dưới dạng hợp đồng, thương vụ. Thì lựa chọn hình thức nào để chúng ta biết cách khi đi đàm phán với đối tác, vụ này chia kiểu này, thì hợp đồng phải làm rõ những chuyện gì? Chi phí thằng nào ghi nhận, thuế thằng nào tính. Còn nếu chia doanh thu và chi phí thì doanh thu về thằng nào? Thằng đấy tự hạch toán chi phí lãi lỗ, tự tính thuế. Rõ không? Bởi vì nếu không nhá, các ông ăn đòn chỗ này nhá. Ăn đòn luôn là nhập nhằng với nhau. Xong đến lúc gì ạ? Tiền của nó thì nó cầm rồi. Nhưng mà tiền của ông thì ông tính thuế bằng chết.
Nhất là cái trường hợp công ty ký hợp tác kinh doanh với cá nhân. Thằng cá nhân nó cần quái gì biết, hạch toán, phải không? Nó không biết thôi, cứ vụ này phát mày đưa tay tao bằng này tiền. Xong mình về hạch toán doanh thu chi phí xong nộp thuế. Chết chưa? Công nợ thì mình đi thu, nó để cầm tiền. Thế là xong. Thế thì rõ ràng rằng là đây là những cái gọi là kiến thức tài chính rất căn bản. Mà tôi nghĩ rằng ở cương vị của giám đốc và kế toán doanh nghiệp, chúng ta phải biết các vấn đề có liên quan đến vốn, hợp tác vốn, mua bán sáp nhập để xử lý. Vì cái câu chuyện này tôi tin rằng trong thời gian tới nó xảy ra trong đời sống kinh tế của chúng ta rất là nhiều. Mà bản thân hiện nay các anh chị vẫn đang làm ăn với nhau theo kiểu như thế. Đúng không? Bởi vì cái yêu cầu về hợp tác kinh doanh nó như cơm bữa rồi. Và nếu chúng ta không nắm được cái căn cốt này thì đến lúc chúng ta đặt bút ký hợp đồng tưởng là ngon ăn mà cuối cùng lại ôm họa vào thân. Thì đó chính là lý do tôi phải dành ra một khoảng thời gian rất thích đáng để trang bị nguyên một cái mục có liên quan đến phần vốn góp. Vốn góp và hiệu quả sử dụng vốn. Thế còn là liên quan đến sử dụng vốn thì xin thưa với anh chị, tôi sẽ không phân tích và nói nhiều, mà chỉ xin thưa với anh chị một điều sau đây. Đó là nguyên tắc sử dụng vốn. Đã là nguyên tắc là nó cứng ông nhé. Không mềm, không mềm dẻo. Cái nguyên tắc thứ nhất này, đó là vốn ngắn. Vốn ngắn thì ông dùng ngắn. Và vốn dài thì ông dùng dài. Nguyên tắc thứ hai là đúng mục đích. Nguyên tắc thứ nhất là vốn ngắn dùng ngắn, vốn dài dùng dài. Nguyên tắc thứ hai là đúng mục đích. Nguyên tắc thứ ba là có kế hoạch và đánh giá. Có kế hoạch và có đánh giá. Nguyên tắc thứ tư, không sử dụng đòn bẩy quá mức. Nguyên tắc thứ năm, 1, 2, 3, 4, 5, là luôn nỗ lực chuyển tài sản công ty về trạng thái nắm giữ. Bây giờ tôi giải thích từng cái một nha. Có 5 cái nguyên tắc như vậy. 5 nguyên tắc này là bất di bất dịch. 5 nguyên tắc này nêu ra thì lại như ngôn ngữ trợ rời bảo rằng thế này thì mày hơi ngu rồi. Không thể làm ăn lớn được rồi. Nhưng thế này mày lớn này. Còn nếu anh uyển chuyển thì anh còn chạy tiền từ sáng đến tối. Giám đốc nên là cái việc hoạch định, ra quyết định, xử lý vấn đề nhiều hơn. Chứ đừng để mình rơi vào cái trạng thái mở mắt ra là phải đi chạy tiền. Lý do nó nằm ở chính cái chỗ mềm dẻo. Mềm dẻo. Một, vốn ngắn dùng ngắn, vốn dài dùng dài là thế nào? Vốn ngắn là vốn quay vòng trong năm. Được không? Vốn dài là trên một năm. Điều đó có nghĩa là anh đừng bao giờ dùng tiền mua nguyên vật liệu, dùng tiền luân chuyển kinh doanh, tức là vốn lưu động, để đắp vào nhà xưởng. Đấy là phát thứ nhất. Phát thứ hai là nếu như vốn này anh vay được hoặc anh huy động là vốn dài mà anh bỏ vào tiêu ngắn thì nó lại kém hiệu quả. Nó là như vậy. Nhưng kém hiệu quả thì cũng không nguy hiểm bằng cái việc vốn ngắn mà đi dùng dài. Cách đây mấy năm, một công ty rất lớn, đúng không? Ở trong Sài Gòn. Dùng tiền huy động ngắn vài tháng đến một năm của rất nhiều người và của anh em nhân viên trong công ty, mang tiền đó đi làm dự án bất động sản, xong rồi xít mất cả công ty luôn. Tôi không biết thằng nào, không nêu tên được đó. Nói như vậy để các anh biết rằng là nó kinh khủng. Thế hay là đôi khi vì chúng ta theo đuổi một cái mô hình nhà xưởng,
một cái mô hình vật lý của công ty, xưởng, đất đai, chúng ta theo đuổi nó. Nhưng cái thực lực tích lũy hoặc khả năng huy động vốn vay chung và dài hạn ở ngân hàng nó không có. Ông bắt đầu thực hiện mải kẻ mẹ, cứ làm thì cơ hội đến rồi. Ông bắt đầu giật gấu vá vai. Nếu ông phải cực kỳ may mắn và dòng tiền vào cực tốt, ông mới sống được ở cái quyết định đó. Còn nếu không nhé, tôi xin thưa, chỉ vì cái xưởng mà chết bố nó công ty gây dựng bao nhiêu năm. Đó là gì? Được bao nhiêu cũng ném vào, được bao nhiêu cũng ném vào để hình thành tài sản dài. Có những công ty ham rằng đầu tư thêm tài sản để thôn tính được thị trường, đó là trong ngành vận tải, mua xe, mua bến bãi, xây dựng gì ạ, trạm nhiên liệu, làm xong thì chết. Bởi vì tôi xin thưa rằng là một khi đã quyết định rồi, trong trường hợp đó chúng ta bị cái mục tiêu đó nó ám thị. Nó ám thị đến mức tôi chắc chắn với các ông, thế nào cũng huy động tiền nóng để trả khi mà nó thúc giục. Mà một khi đã động đến tín dụng nóng thì chỉ làm hầu chúng nó ăn, và không cẩn thận thì mất cả nghiệp lẫn gia đình. Chứ đừng có đùa. Anh chỉ dùng nó để chạy hàng trong trường hợp cực kỳ cần thiết, cần kíp. Tôi nói là không thể tránh khỏi đâu. Đúng không ạ? Thông lệ thị trường Việt Nam 60% doanh nghiệp có động đến cái này rồi. Trên 60% doanh nghiệp có động đến cái này rồi. Đã làm kinh doanh thằng nào cũng từng động đến cái này rồi. Nhưng mà gì ạ? Động đến trong trường hợp nào là rất khác nhau. Chứ còn lúc bấy nó lại rơi vào một cái sai lầm, nó chồng chất sai lầm. Là vì em thiếu tiền, em lại chạy tiền nóng, em trả tạm vào đây để hy vọng mai khi em thu tiền hàng em ném vào. Tức là lại thì gì? Không, bây giờ không phải là dùng ngắn để nuôi dài, mà còn dùng nóng để nuôi dài. Và chúng ta thấy gì ạ? Cái cảnh chạy tiền nó xảy ra thì chúng ta lại càng nỗ lực để đi vay. Về mặt bản chất tài chính, lúc đó chỉ số tài chính không hề thay đổi, mà chỉ mỗi ngày xấu đi. Tức là nếu tôi vay một tuần thì sau một tuần nữa nó xấu hơn nhiều. Nếu tôi vay nửa tháng nữa nó xấu đi. Và khi nó xấu đi, anh chấp nhận trả giá cao hơn, anh vay tiếp. Thì sau khoảng thời gian vay tiếp đấy, nó xấu đi tiếp. Và con đường phá sản là con đường đấy, nhanh cực nha. Không tin thử mà xem. Không tin quý vị về thử mà xem. Thì nguyên tắc thứ nhất là vốn ngắn đừng dùng dài. Nguyên tắc thứ hai là đúng mục đích. Cái này tôi hay nói đùa là Việt Nam có một cái kinh nghiệm về quản lý tài chính tôi cho rằng cực kỳ tốt, đó là thằng Bờm. Mẹ nó cầm tiền nó ra chợ rồi nó vẫn phải về nó hỏi ông là ông ơi đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương. Chúng ta cứ làm ngây ngô như thế đi. Ở đây không phải là ngây ngô đâu, mà là kỷ luật tài chính. Đúng mục đích. Tôi nói ví dụ này. Phân tích thì đúng hơn. Con đường chúng ta gây dựng để vận hành một doanh nghiệp bắt đầu từ ý tưởng, hoặc một cơ hội, hoặc một bí kíp, vân vân. Thì từ cái ý tưởng, từ cơ hội, từ bí kíp, từ nguồn vốn ban đầu đấy, chúng ta dựng lên được cái thứ gọi là mô hình kinh doanh. Từ mô hình kinh doanh chúng ta vạch ra con đường đi, chiến thuật đi, cách đi, vận hành nguồn lực, cái đấy gọi là chiến lược. Phải không ạ? Sau chiến lược chúng ta dựng đội hình để thực thi cái kế hoạch, cái chiến lược đó thì gọi là tổ chức công ty. Tổ chức công ty để nó vận hành ba cái chuyện còn lại là gì? Tài chính, kinh doanh, nhân sự. Đấy. Thế thì cái con đường nó là như thế. Vì nghĩa là mọi thứ nó có các cái điểm của nó rồi, có kế hoạch. Câu chuyện là marketing ông phải chi đến bằng này tiền, nó mới bắt đầu tạo hiệu ứng. Nhân sự ông phải trả bằng này tiền ra để tuyển dụng và đào tạo, ông mới có được nhân sự tốt. Được không? Nguyên vật liệu ông cần phải trả nó đúng kỳ ít nhất bao nhiêu lần để ông lấy được uy tín của nhà cung cấp, để đảm bảo được đúng tiến độ cung cấp cho khách. Tức là khi đó nó đòi hỏi tiền của anh nó phải đúng kỳ, đúng thời điểm. Thì nếu trong trường hợp dùng tiền không đúng mục đích, nó làm vỡ cái kỳ đó ra. Nghĩa là đấy nha, tài khoản công ty đang có 3 tỷ. Nếu anh có một kế hoạch tài chính từ trước, có kế hoạch vạch ra trước, 3 tỷ này chuẩn bị đến kỳ trả lương, trong đó có 600 triệu tiền lương. Được không? Trong đó có 1 tỷ tiền trả nợ. Được chưa?
trong đó có 1,5 tỷ là tiền cắm cọc lấy vật tư vào. Thì ông chỉ còn có chút xíu thôi phải không? Còn 400 thôi. Thế nhưng mà lò quái gì 3 tỷ, vợ nó xúi về. Mùa mẹ nó miếng đất 3,5 tỷ. Để đây đã, cần gì lúc anh cần vốn em lại đưa cho anh cắm ngân hàng, nó gì? Đừng nghe, nghe phần này chết luôn này. Chết luôn là vì ông chắc chắn bị trễ cái này. Ông chắc chắn gì ạ? Lại thiếu tiền đi khất nhân viên. Và một khi tiền nó không ở đúng cái thời điểm cần của nó, nó không đạt được mục đích của kinh doanh đâu. Nghĩa là trước sau gì ông cũng trả người ta thôi, phải không ạ? Nhưng mà uy tín của ông với người ta không còn nữa. Nhân viên không còn nhiệt huyết và tâm huyết nữa nếu ông trả lương chậm. Vân vân và vân vân. Và cứ như vậy nó kéo dần xuống. Cho nên chúng ta mới thấy, nếu mà một doanh nghiệp thực hiện cái hạch toán một cách lành mạnh, thế là ví dụ người ta đưa tiền cho đối tác và anh ơi cái khoản này tiền trả, cái khoản này tiền thưởng, nó làm hai chứng từ, kế toán phải hạch toán hai khoản, đúng không? Vào ngày lễ ngày Tết, nhân viên vừa được lĩnh lương đúng cái kỳ đó, lại được lĩnh thưa thêm một phần thưởng, một phần quà, lại được lĩnh thêm được một phần động viên đãi ngộ. Về mặt nguyên lý thì kế toán phải làm ba chứng từ chứ, phải không ạ? Ba chứng từ với ba mục đích rất khác nhau. Và ba khoản mục đó được hạch toán trong sổ kế toán của công ty rất khác nhau. Nhưng của chúng ta thì xề xòa quá, có xu hướng là gói vào một gói đưa luôn. Của mày đây tất cả 30 triệu cầm đấy, ký giấy này. Thế nên lúc kế toán hạch toán kiểu gì? Hạch toán kiểu gì? Vì lương nó vào khoản mục khác, thưởng nó vào khoản mục khác, đãi ngộ nó vào khoản mục khác, ngày lễ ngày Tết nó vào khoản mục khác. Đến lúc đưa báo cáo cho giám đốc, em ơi, tình hình là năm vừa qua là mình chi các cái khoản lằng nhằng ngoài lương là bao nhiêu đấy? Không biết. Vì cái gì em cũng ném hết vào một gói cho nhân viên rồi. Và đó chính là vấn đề. Cho nên nó nhất định phải đúng mục đích và rõ ràng chứng từ ra. Đừng có bốc chỗ nọ bỏ chỗ kia, tưởng là khôn nhưng hóa ra là ngu đấy. Anh ạ, đừng có đùa ở chỗ này. Đặc biệt là cái tiền cho nhân viên và tiền để nó đảm bảo nguồn cung hàng là cái thứ ưu tiên. Ưu tiên là thế nào? Ưu tiên là để cho công ty nó hoạt động bình thường và cái khoản nào được chi tiêu nhiều nhất trong công ty thì đó là ưu tiên. Tôi hỏi các anh chị, trong công ty mình cái khoản tiền nào là được sử dụng nhiều nhất trong một năm? Tiền trả cho nhà cung cấp có phải không? Có đúng không? Vì nó gần bằng với doanh thu của anh cơ mà. Thì đó phải là ưu tiên số 1 chứ. Nhưng mà nếu không cẩn thận chỗ này, chúng ta luôn luôn tìm cách chảy bữa với nhà cung cấp là chúng ta chết luôn. Bởi vì nhà cung cấp cũng là một loại cạnh tranh với chúng ta. Nguyên tắc tiếp là sử dụng gì ạ? Không sử dụng gì? Đòn bẩy quá mức. Có nghĩa là nếu chung công ty đang trên đà tăng trưởng, doanh thu tăng đều, cơ sở có thể mở được, thì cho dù chúng ta có muốn huy động thêm tiền để mở rộng kinh doanh là phải tỉnh táo xét đến cái tỷ trọng nợ rồi cơ cấu tiền của chúng ta. Chứ đừng nhắm mắt vào làm bằng mọi giá, sợ gì đáng đỏ. Chúng ta hay có kiểu đó, sợ quái, đáng đỏ làm liều. Thế là thấy doanh thu đang tăng trưởng, hệ thống đang ngon là cứ múc vào vay thật lực. Tiêu tiền vô tội vạ đi. Thì nếu trong trường hợp như vậy, chúng ta chắc chắn sập phải một cái bẫy kép. Vừa sập bẫy tăng trưởng, vừa sập bẫy tài chính. Có nghĩa là khi chúng ta sử dụng vay nhiều quá, nợ nhiều quá để nuôi công ty, một ngày XC nào đó nó gãy cái khả năng thanh toán đi, thì người ta gọi là gì? Sập bẫy tài chính. Một cái nữa là luôn luôn nỗ lực để chuyển tài sản công ty về trạng thái nắm giữ. Thì cái này minh chứng với anh chị thế này. Tài sản của công ty bao gồm những gì ạ? Tiền mặt, tiền gửi trong ngân hàng, nguyên vật liệu, công cụ, tài sản cố định. Và gì nữa? Phải thu. Trong tài sản công ty nó có một thứ là phải thu. Cho nên đừng bao giờ bị thằng nào nó lừa, nó bảo ôi giời, công ty anh công ty lớn, tổng tài sản của anh 1.000 tỷ. Nghìn tỷ. Nhưng đầu tiên phải hỏi 1.000 tỷ của ai mày ơi? Bảo không, cái này công ty tao tự gây dựng cho bố vợ tao không cho đồng nào. Không, tao hỏi 1.000 tỷ của ai?
Tức là nghìn tỷ là vốn của ông hay là nghìn tỷ vốn đi vay, vốn đi nợ? Đấy là phát thứ nhất. Nó bảo không, cái này toàn bộ của anh hết, vay không có bao nhiêu. Thì hỏi tiếp câu thứ hai chết liền. Nghìn tỷ của mày bây giờ thằng nào đang cầm? Nếu nghìn tỷ nhá, bây giờ tính này, nó cầm khoảng 100 tỷ. Nguyên vật liệu tồn kho vào đấy lâu rồi không bán được khoảng độ 500 tỷ. Được chưa? Và bị chúng nó nợ 400 tỷ. Sắp chết chưa? Sắp chết còn gì nữa? Phải không nè? Thì cái chỗ 400 tỷ này bị nợ này, cái này gọi là bị nợ. Thì người ta luôn luôn phải tìm cách cố gắng chuyển nó về ở trạng thái nắm giữ. Tức là tài sản nhưng ông phải nắm giữ cơ thì mới là của ông. Chứ nguyên lý quản lý tiền chúng ta biết rồi, đích cần quan tâm tiền của thằng nào, cứ thằng nào cầm tiền mới là thằng có tiền. Rõ không? Mấy ông mặn nghẹt ra đây. Nên hóa ra mình không có gì đúng không? Ở nhà cũng thế, ở công ty cũng thế, trên thương trường cũng thế. Đứa nào cầm tiền là đứa đấy có tiền, không cần biết tiền thằng nào. Rõ chưa? Nó mới có chuyện có gỗ một có thật là vì thế. Đúng không? Và chỉ thằng nào cầm tiền thì thằng đấy mới có quyền. Cho nên các ông bảo sợ gì, nó nợ tao, tao có quyền đòi nó. Xin thưa ông, nhầm. Nhầm cơ bản là vì nó cầm tiền nó mới có quyền. Vì thằng cầm tiền là như bố mình ấy. Nó kinh thế cơ. Bây giờ nó cầm tiền của ông, mày trả tao đi, tao không trả đấy. Ở bên Bắc Ninh vừa rồi có vụ kiện. Hai thằng bạn chơi với nhau từ hồi lớp 9. Thế thì hai thằng nó vẫn chơi với nhau bình thường, không có sao cả. Mối quan hệ anh em bạn bè vẫn tốt. Nhưng mà đến lúc hai thằng có vợ có con ra, bắt đầu làm ăn riêng. Thế một thằng vay của thằng kia 420 triệu. Thế vay xong rồi thì lúc đấy nó khó khăn. Sau 2 năm nó làm ăn được rồi. Thằng này thấy thằng bạn làm ăn được, thấy cũng bắt đầu mua xe, thấy cũng chi tiêu này kia sang trọng rồi. Thế bảo thôi mày giả tao 400 hôm trước. Nó bảo ừ. Nhưng sau nó vẫn đích giả. Nó cứ lửng lửng lưng thế thôi. Không, nó cũng chẳng trốn đi đâu cả, nó chẳng làm gì cả. Đến nhà nó thì nó bảo từ từ, chưa có. Xe cộ các thứ đi vay nó chả có tiền. Chưa giả. Thế ông kiện nó. Ừ, nó bảo ừ mày kiện đi. Mà tao kiện là mất anh em bạn bè luôn đó. Không sao, mày cứ kiện đi. Sau nó bảo này, tao nói cho mày biết nhé. Mày kiện tao cũng được thôi. Ra tòa, tòa hỏi tao là tao có vay tiền của mày không? Tao bảo có. Tòa hỏi tao tiếp mày có định giả cho nó không? Tao cũng bảo có. Được không? Thế bây giờ mày trả khi nào? Nó bảo bây giờ chỉ nhà em thu nhập được một tháng có 15 triệu. Được không? Chi tiêu sinh hoạt gia đình 10 triệu còn 5 triệu, mỗi tháng tao giảm 15 triệu. Nhiều thằng nó đều hơn mỗi tháng, bây giờ giống như trường hợp vừa rồi góp bao nhiêu tỷ nhỉ? 540 tỷ. Tiền huy động vốn mà sập cái hệ thống mà nó tuyên truyền kinh khủng đấy một cái thì nó bảo bây giờ em đi chạy Grab để trả tiền các anh. Nhục không kia chứ. Nó có lừa đâu. Nó không, nó thừa nhận nó có vay hoặc có huy động, có nợ. Được không nào? Thế nhưng mà làm sao ạ? Nó không bỏ đi khỏi địa phương, nghĩa là nó không lừa đảo. Không trốn nhá. Cái thằng nợ khôn là nó không trốn. Trừ trường hợp nợ quá kinh khủng, bị áp lực quá nó mới trốn, cho thằng khôn nó không bao giờ trốn. Còn nếu đánh nó gì? May quá. Đỡ phải giả. Và giả theo điều kiện khả năng của nó. Đấy, thằng kia nó huy động hơn 500 tỷ mà nó bảo nó chạy Grab để nó trả cho các cái người góp vốn, nó mới nhục không chứ. Cho nên tôi nói lại là cái thằng cầm tiền nó mới có quyền, chứ ông kể cả chủ nợ của nó, ông không kìa, ông không có không quyền. Kiện thoải mái đi. Cho nên là gì ạ? À? Cái chỗ này nó đòi hỏi anh luôn luôn phải nỗ lực chuyển tài sản về trạng thái nắm giữ. Nghĩa là đòi nợ từ khi bắt đầu cho nợ. Nghĩa là hồ sơ chứng từ ký tá là phải rất rành mạch. Nghĩa là nó không thể nào viện vào cái cớ hồ sơ để không thanh toán cho mình. Tiếp nữa, anh phải quan hệ với nó tốt vào. Tiếp nữa, anh phải cho nhân viên ốp sát bên nó vào. Tiếp nữa, anh lúc nào cũng phải theo dõi cái thông tin của nó. Cho nên người ta mới nói,
cái quan hệ giữa con nợ với chủ nợ là cái quan hệ bền chặt nhất trên đời này. Tôi ví dụ bây giờ một thằng nào nó nợ ông 10 tỷ, nó trốn mẹ sang Campuchia. Ông có đi tìm nó không? Chắc chắn đi tìm. Chứ vợ mà bỏ đi Campuchia theo dai chưa chắc đi tìm. Đúng không? Đấy. À chồng, ngược lại chồng cũng thế, phải không? Thế thì đấy là về mặt nhận diện. Mời em. Ừ. Nhưng mà cái văn bản đấy thì có không để mà phải theo vòng hay là viết theo kiểu cái tay cho hai bên được có công nhận không? Em nói bằng lời cũng được mà. Nói bằng lời cũng là một dạng giao kết hợp đồng mà. Cũng chả cần đâu. Bởi vì là em có ký vào đấy nó không giả, nó vẫn không giả. Có bằng chứng thôi. Ờ, có hình thức. Một trong các hình thức kể cả ghi âm hay là bằng gì ạ? Bằng ký, bằng giấy tay. Thì cái đấy mới chỉ là cái căn cứ thôi. Được chưa? Tại vì thầy có nói là về cái khả năng trả nợ ấy ạ. Ừ. Thì ta nói là một tháng tôi chỉ trả 5 triệu. Nhưng mà trước đây ấy, khi mà mình trước khi mình bắt đầu cho nợ, mình có ghi cái hình thức trả nợ vào đấy. Thì liệu có dùng cái đấy để chống lại? Không ạ, đấy là dự kiến thế thôi. Chứ bây giờ là điều kiện của tao thay đổi rồi. Em có chồng chưa? Ừ, ngày xưa nó mới đi tán em ấy thì nó nói kiểu gì? Đúng không? Nợ cũng thế nha. Trước khi nó đi nợ nó nói ngọt lắm. Bây giờ toàn văn con nghiện hết á. Nhưng đến lúc cần phải giả là câu chuyện hoàn toàn khác nha. Bối cảnh thay đổi, điều kiện thay đổi, sức khỏe thay đổi, thu nhập thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Thế và tiền nhiều nhưng mà tiêu vớ vẩn, chết vẫn chết. Nhưng tiền ít mà biết cách đo, biết cách cân thì vẫn sống. Các cụ mình dạy rằng khéo làm thì no, khéo co thì ấm. Thế bây giờ mình nghỉ giải lao đã, xong mình vào mình xem co kéo cái chuyện vốn bằng kế hoạch vốn thế nào nhá.